anh Thìn mời khán giả ăn cơm đi. Cháu mời các bác ăn cơm với cháu. Anh giới thiệu qua cho các bác xem là hôm nay là cũng lâu lâu rồi em mới quay trở lại nhà anh, thì hôm nay ăn những cái món gì anh thử giới thiệu cho các bác xem nào. Hôm nay em thấy cái món này rất là lạ này. Cháu giới thiệu ăn quả đu đủ với cá, con đầu, cái gà, quả đu đủ. Nhưng mà cháu nói chậm thôi, cháu nói nhanh thế bác nghe không kịp. Giới thiệu từng món nha anh. Ừ, giới thiệu từng món. Đây là món gì đây? Đây là món mềm mén. Mềm mén. Đây là món đu đủ. Đu đủ ninh với cái gì đây? Không có gì. Đây là món ốc đậu. Ốc đậu. Đây là món cá. Cá. Đây là món thịt gà. Thịt gà. Thịt gà của nhà ai phải nói rõ nhá, không phải của anh đâu nhé. Thịt gà của thịt gà này là em Lương. Ừ, thịt gà của nhà bạn Lương. Món nhà anh Thìn đâu? Đây là món không từ từ, từ từ bây giờ em phải nói này. Anh phải nói này, đây nhá. Đu đủ của nhà bạn Lương đúng không? Vâng. Gà của nhà bạn Lương. Vâng. Ốc đậu của nhà bạn Lương. Vâng. Cá này là của em. Đúng không? Vâng. Thế của anh đâu? Của anh đâu? Mềm mén đâu? Đây cái này là của anh hay của Lương? Của Lương. Thế thì anh của anh có cái gì? Yeah. Anh Thìn chào các bác đi. Cháu chào các bác. Chúc sức khỏe các bác. Thế anh Thìn dạo này có khỏe không? Có ạ. Có à? Vâng. Ồ, nhìn thế này rất là vui quá nhỉ. Đấy các bác. Trước hết là Vương xin kính chào các bác. Sau bao nhiêu ngày mưa vượt qua cũng không phải là xa, tầm khoảng 70-80 cây thôi. Đi lên đây ngày hôm nay đã gặp anh Thìn đây, mà Vương đến đây đợi một lúc ở đây không biết là bỏ chắc là đi làm cái gì. Đấy, một lúc thì anh mới ở trên kia anh mới xuống. Thì theo như cái mong muốn của toàn thể quý cô bác ấy, là Vương quay trở lại chỗ nhà anh Thìn. Thực sự chia sẻ chân thật với các bác là mỗi lần mà Vương quay trở lại đây, Vương cảm thấy rất là vui nhá. Vương đi rất là nhiều cái trường hợp đấy. Được các bác đồng hành cùng với Vương đi giúp rất là nhiều trường hợp từ trước đến giờ rồi. Nhưng mà mỗi khi mà Vương quay trở lại đây thăm anh Thìn, Vương lại có một cái cảm xúc. Cái thứ nhất là Vương nghĩ về anh Thìn, Vương vẫn cứ thấy rất là thương nha các bác nhé. Bởi vì anh nhìn đấy, rất là ngây ngô này thôi. Với cái thai đó, Vương lên trên này, Vương ngồi, Vương ngắm cảnh, cái khung cảnh ở trên này thực sự là nó khiến cho Vương có một cái gì đấy nó rất là thanh thản các bác ạ. Ngồi giữa một cái quả núi này, nhìn sang bên kia thì Trung Quốc, bên này thì Việt Nam, và đến đây trò chuyện cũng như là giao lưu với lại bà con ở đây, Vương cảm thấy rất là vui. Cái tâm trạng của mình nó rất là thoải mái các bác ạ. Đấy, nó không có một cái gì đấy. Nếu mà như những cái trường hợp khác thì Vương cùng các bác đi đến là giúp xong là cũng qua đi là thôi. Đấy, nhưng mà sau bao thời gian rồi Vương vẫn nhớ về anh Thìn. Đây cũng là mong muốn của các bác là Vương quay trở lại đây thăm anh Thìn, xem là anh Thìn có làm những cái gì mà trước sau khi mà chia tay anh Thìn, từ cái lúc mà bàn giao nhà đến bây giờ anh Thìn làm đến đâu và cuộc sống của anh Thìn như thế nào các bác nhé. Và hôm nay Vương ngồi ở trên kia thì lúc nãy Vương ngồi trên kia, Vương lại nghĩ về một cái hình ảnh nữa là có một diễn viên giờ vàng của Việt Nam. Đấy, giờ vàng là chiếu vào cái khung giờ vàng đấy các bác. Đi truyền hình thực tế ở trên này. Và Vương lướt qua Facebook, Vương có thấy là chị chụp ảnh ở đúng trên cái chỗ này. Đấy, Vương cảm thấy rất là vui nha các bác nhé. Đó, thì bây giờ là nói chuyện với anh Thìn tí. Anh Thìn mấy thời gian này làm gì rồi? Mấy ngày hôm nay làm gì? Dạ. Thời gian này anh làm gì? Từ ngày anh em mình chia tay đi, nhau đi hồ nhà Lương làm ruộng với làm trong nhà thôi. À, làm vâng. Ruộng nhà bạn Lương đúng không? Vâng. Với lại trong nhà. Vâng. Thế nghe bạn Lương nói bỏ anh Thìn lấy rất là nhiều củi. Cũng lúc nãy Vương qua ngó qua Lương nhức phát sạch sẽ hết rồi. Đấy, ớt rồng rồi đúng không? Vâng. Ừ. Thế là mắm muối đã hết chưa? Dạ. Mắm muối đã hết chưa? Chưa. Chưa. Vâng. Gạo hết chưa? Chưa. Nhưng mà có hay ăn cơm ở nhà không? Không. Toàn là đi giúp anh em ăn cơm. ăn cơm ở chỗ nhà anh em cái gì? Vâng. Một ngày thì, một tuần thì ăn cơm
tự nấu cơm ăn mấy bữa, khoảng mấy bữa. Ở nhà nấu cơm ăn mỗi một bữa thôi. Một bữa à? Còn hai bữa thì nhịn. Dạ, có nhịn đâu. Có nghĩa là một ngày mình chỉ nấu cơm ăn ở nhà mình một bữa. Vâng. Còn hai bữa đi giúp anh em ăn. Vâng. À, đi có đi giúp anh em làm thì ăn cơm nhà anh em. Ở trên này là như thế, đúng không? Nhưng mà hỏi thật, có gặp gỡ cô nào chưa? Chưa. Thì có thật không? Thật. Tí nữa em hỏi lương cho phải không nhá? Vâng. Nghỉ lắm không phải. Đấy các bác, cứ nhìn thấy anh Thìn nhá, tâm trạng mà có thể là không được vui lắm, nhưng mà nhìn thấy anh Thìn nói chuyện rồi là nói chuyện với anh lại thấy rất là vui, cảm thấy rất là thoải mái nhá. Đấy. Thì hôm nay là xe đây là hôm nay lần này em lên trở lại thì cũng không có đồ gì riết gì đâu nhá. Mua cho anh bao gạo này, mắm muối mì chính, đấy, đầy đủ nhá. Đấy, ăn uống tiết kiệm thế, từ hôm lên đây chắc cũng gần 2 tháng nhỉ, đến bây giờ gặp lại anh Thìn. Mà hôm ấy mua cho cái bao gạo 25 cân, mắm muối mì chính đầy đủ nhưng mà cũng chưa hết. Rất tiết kiệm. Ấy, như Vương cũng đã chia sẻ với các bác rồi, đấy là đi ăn nhờ ở đậu nhà người ta thì buộc lòng là phải như thế. Chứ còn bản thân ấy, anh ấy khác ở một mình, anh ấy cũng chịu khó mà lại tiết kiệm nhỉ. Vâng. Phải tiết kiệm thôi, biết làm sao được. Thì hôm nay là Vương quay trở lại thì có cả cái giống đu đủ. Ớt thì cái nội dung trước thì các bác biết rồi, mua rồi, anh ấy lúc đấy Vương qua ngó, anh ấy rồng rồi. Còn đu đủ thì mai sẽ anh em mình sẽ làm xong là để em hướng dẫn anh làm, cùng anh làm luôn. Ươm. Đấy, khi nào nó cao cao bằng này thì mình mang đi mình rồng. Đấy, đúng. Thì bây giờ mình rồng được thì mỗi một chợ mình đi bán được khoảng 5-7 cân, ví dụ như thế, vài cân ớt nữa. Đấy, cũng đã được nửa triệu rồi. Đấy, đủ ăn mắm muối, trước mắt là mình phải có cái cơm ăn đã. Đầy đủ mắm muối đã. Còn những cái công việc khác chưa cần nói đến, đúng không? Đấy, thống nhất là như thế. Đấy, hôm nay nhiều bác nhắn tin cho Vương rất là mong muốn là gặp lại anh Thìn. Đấy. Thì là bây giờ sẽ đi thăm anh Thìn đi. À, đi thăm nhà đi. Anh xách cái này đi. Anh xách bao gạo này. Nhưng mà mua về thì cũng phải ăn, cũng phải dùng chứ, anh để đấy không lại mốc hết. Đấy. Nhìn trước đây thì gọi là anh Thìn mồ côi, cái khi mà Vương cùng các bác gặp. Nhưng mà có lẽ là bây giờ được sự quan tâm của bác thì giúp anh Thìn làm được một ngôi nhà, thì bây giờ thì có lẽ là chuyển sang gọi là anh Thìn cô đơn thì nó hợp hơn nhỉ. Anh Thìn cô đơn. Đấy, các bác có đồng ý không? Đấy. Nhiều bác là bảo là cửa nhà anh Thìn là hơi bị hầm hố nhá, cái khóa nhá. Đấy, khóa cứ như kiểu là khóa nhà đại gia ấy, không phải đùa đâu. Anh mở cái cánh cửa ngoài ra xem nào. Cái cánh cửa kia này. Đấy. Đây xem là những cái gì đây. Ôi dồi. Sao rồi anh kiếm ở đâu ra cái đồng hồ này? Hôm qua người ta cho mà. Em rẻ với kia ở nhà bên cạnh. Nhà bên cạnh này. À, nhà bạn Lương cắt điện à? Chưa. À, đây sáng đây rồi. Đây để quay cho các bác xem một tí. Đấy, cũng lâu rồi không lên đây thì ghi hình cho các bác xem một tí nào. Hôm qua là chú là tiên cho này. À, chú tiên ông Sường cái gì? À, chú là tiên này. Đây này, chả biết là đây ông nào ông cho cái đồng hồ ông mang ông cắm. Nhìn như ở nhà đại gia ấy. Đấy, gạo ông nọ mua, ăn còn chưa hết một nửa. Mà gần 2 tháng rồi mà chưa hết một nửa bao gạo 25 cân. Đấy, ai? À, lúc đấy là cái bao này mình mua. Đấy. Ok chưa? Ngô còn chưa rồng à anh? Ngô còn chưa rồng à? Chưa, đang phun thuốc. À, đang phun thuốc cái gì? Vâng. Đây ngô đây. Nọ mua 2 túi vẫn còn đây. Rau đỗ hiếc vẫn còn. Rau cải thì không có anh ra ngoài này rồi. À, gieo rồi gì? Vâng. Rồi ok. Gieo rồi. Đây cái không có mưa anh mới làm à. Ừ. Đợi trời mưa thì nó mới ấy đúng không? Đây còn mắm muối đây, mang ra đây cho anh luôn. Còn cái nước này lúc đấy là em mua về để em uống thôi. Em mua về để em uống thôi. Cái nước này không thì ở đây nước nhiều đã vôi lắm các bác. Nhà nào cũng thấy cái ấm này, đun nước xong là cái đáy siêu ấy.
cái đáy ấm trắng hết luôn. Đây đây anh ạ, đây đấy đấy. Còn tiền về nhà anh thì cái nội dung trước thì còn dư 1.400.000 đấy. 1.400.000 thì đi mua nồi cơm điện với lại ABC, nói chung là lân rồi mắm muối nước tất cả mọi thứ thì cũng còn dư khoảng 300-400. Thì hôm nay mình lên mình mua nữa thì gần như là cũng cái tiền nhà anh Thìn là hết các bác nhá. Đấy, phải xin thưa với các bác là như thế. Anh Thìn nhá. Vâng. Đấy, tiền của anh là hết rồi đấy nhá. Vâng. Ông tí anh cứ nghĩ là em vẫn còn cầm tiền của anh lâu lâu này, để bao giờ em mới lên với anh thì đau đầu lắm. Đây anh mang xuống bếp đi. Cất đi. Phải cất đi xong là phải mình phải tiết kiệm đấy. Không thì có cô nào cô ấy đến cô ấy yêu đương một tí lại lấy hết mắm muối cho cô nào thì lại dở hơi. Đấy. Đâu mắm muối mình chính anh cất đâu hết rồi? Ở đây à. Ở trong này à? Đi đi Phúc Caramel quay về đây. À, đây ông để ở trong này. Để xem cái nồi này hôm nay ăn cái gì đây. Nồi mỡ à? Mỡ. Mỡ. Mỡ đen xi này, chắc từ cái hôm mưa ngày vừa làm nhà rán cá này. À, cái lấy cá ở đâu về mà rán? Hả? Cá khô em mua gì? Không. Mỡ này từ cá khô mà. Rán cá khô. Rồi. À cá khô trước mình mua gì đúng không? Trước em mua đúng không? Vâng. Ui ăn tiết kiệm thế. Thế này thể nào vẫn cứ thấy gầy bình thường. Thế còn bếp lò nhà có bị dột không anh? Không. Không bị dột đấy gì? Vâng. Ờ có cảm thấy thoải mái không? Có. Có gì? Vâng. Đêm ngủ có ngon không? Có. Có gì? Vâng. Rồi ok. Đấy bếp lò đây rồi. Còn đi ra thăm nương một tí. À đây còn một cái nữa. Cái téc này là của cô Robinson là ở Mỹ là mua tặng. Thì hôm đấy là đi chợ ấy. Các bác còn nhớ không cái nội dung mà chia tay anh ấy ở trên chợ ấy. Thì là mua nồi cơm điện này, xi măng này, lân này, đúng không? Giống ngô này, rất là nhiều thứ, bây giờ không nhớ nữa. Thì hôm nay mua một bao xi về anh khác làm đây, cái chân đây. Đấy, để xem nào. Có nước không đấy? Có. Hụt mạnh đấy. Đấy, còn đây, mời các bác đi sang bên này. Các bác nhìn cái mảnh đất này có to và rộng không? Riêng cái mảnh này nếu mà dùng hai túi ngô anh sợ còn vừa vạn thôi nhỉ? Hai túi ngô chắc không đầy. Không hết được nhỉ? Không. Đây ớt anh dùng ở đây đúng không? Dạ. Ớt anh dùng ở đây đúng không? Vâng. Lúc đấy em ra đây em ngồi em thấy cái cây ở đây. Đây này. Rất là nhiều quả đây trồng ớt rồi. Ừ. Gieo rau cải hết rồi đây ấy. Gieo rau cải hết rồi gì? Vâng. Rau cải ít thì chắc nó cũng phải tầm chục ngày thì lên. Đâu? Đây là cây bé đây này. Cây nó còn nó xa xa trồng một cây nó vẫn đấy. Đây này, cây ớt trồng hết rồi. Đấy là hay là không dễ nữa, hôm nào có gì là mua cái thuốc trừ cỏ về phun nhỉ? Vâng. Mua thuốc trừ cỏ về phun để cho nó ấy mình đỡ phải mất nhiều công. Vâng. Không là dòng ngô anh ạ. Vâng. Đó. Đấy, như cái cuộc sống của anh Thìn như này đây. Hôm nay quay trở lại đây thì các bác có thấy vui không? Anh ấy không còn phải đi lang thang, không phải đi ăn nhờ ở đậu nữa. Đấy, mỗi khi mà bởi vì không có nhà ấy các bác, không có nhà thì đi ăn nhờ ở đậu, đi làm cho người ta thì chỉ có lấy cái chỗ ăn chỗ ngủ thì đôi khi mà lên tìm anh ấy rất là khó. Thế còn bây giờ làm được cái nhà cho anh rồi, khi mà đi ngang qua đây thôi. Đấy, Vương đi công việc Vương ngang qua đây hay là thỉnh thoảng lên thăm anh ấy thì không cần phải đi đâu tìm nữa. Đấy, chỉ ở nhà đợi, có thể là đi giúp anh em hàng xóm làm cái công việc. Đấy. Đúng là con người thì các bác giúp được một người thì hơn xây bảy tòa tháp. Đó, đó là cái câu nói từ rất là lâu rồi. Vương là khi mà Vương làm cái công việc này, Vương càng cảm thấy là nó rất là cái đúng nghĩa các bác nhé. Đấy, con người thì ít nhất là cuộc sống dù như thế nào chăng nữa thì có một cái nhà để mà mình ở, có một cái nhà để mà mình về. Còn chưa kể những cái lúc ốm đau đó. Còn hôm nay
đến thăm nhà anh Thìn, thấy rất là vui. Thế anh có thấy em xuất hiện ở đây có vui không? Có vui à? Vâng. Vui là vui vì em quay trở lại đây hay là vui vì là em lại tiếp tế, em lại mua mắm muối 19 là vui? Anh vui vì em quay trở lại hay là anh vui vì là em lên em mua mắm muối 19 cho? Hay mua gạo cho? Không có, em bảo là em vào đây chờ mấy không vào. Vẫn nhớ em rồi. À nhớ rồi. Vẫn nhớ em rồi. Đấy. Bên kia. Lưng, vừa trong lưng bảo là ơ sao mưa không vào được sao ấy. À, thế là hôm qua, từ hôm qua em điện cho nhà bạn Lương có điện thoại mà. Anh Thìn anh không có điện thoại, vì nếu mà muốn lên đây thì phải hẹn trước anh Thìn. Thì Vương là Vương sợ anh ấy, anh giúp nhà anh em thì là kiểu không bước Vương lên thì mình lại ở đây mình đợi quá lâu ấy. Thường thường bà con ở đây đi là làm sáng đi, trưa nghỉ ăn cơm ở lều, chiều làm, tối mới về. Đấy, ví dụ thế. Thế là hôm qua Lương nói thế là mong em cả ngày hôm qua. Vâng. anh biết mong em như thế là em cũng cảm thấy có tí động viên. Giờ là xây cho nhà rồi lại không thấy mong nữa. Tức là mấy ngày hôm nay ở nhà thì anh ăn món gì? Dạ. Mấy ngày hôm nay ở nhà thì anh ăn cái gì? Có ăn gì đâu, ở nhà Lương từ quản đi nhà Lương ăn thôi. À đi Lương, nhà Lương ăn đi. Thế thì gạo mình vẫn cứ để dành đúng không? Vâng. Ôi nhưng mà để lâu quá nó mốc ấy anh ạ. Để lâu nó mốc ấy. Có khách về nấu một bữa rồi. À có khách về nấu một bữa rồi gì? Vâng. Ai? Hả? Ai về? Anh nhân bị kia. À. Thế nếu mà như tối nay thì bình thường anh ăn cái gì thì tối nay anh chỉ nấu như thế để ăn. Vâng. Hay là hôm nay em lên đây thì có thay đổi cái gì không? Dạ. Hôm nay em lên thì liệu có cái gì nó có mồi gì không? Theo anh nghĩ thì bây giờ nghiên cứu được cái mồi gì? Ví dụ em là một người khách đi thì anh nghiên cứu được cái mồi gì? Hả? Không biết. Đấy, bây giờ mới khoảng hơn 2 giờ một tí. Thế là chiều nay anh định kế hoạch là đi làm cái gì? Hả? Chiều nay bây giờ hôm qua là mưa, anh chuẩn bị vào là chuyển cái chuối kia trong. À, cái bụi chuối kia bây giờ là mình đi tỉa để mình dùng cái gì? Vâng. Vâng, thế cũng được, ok. Nhiều cây con lắm rồi. Nhiều cây con lắm rồi. Anh định dùng bên nào? Dùng bên kia hay bên này? Hay là dùng ở bên dưới? Anh chuẩn bị trong... Đấy, trồng bên thôi. Dưới kia luôn nhỉ? Bên dưới kia. Ừ đấy, anh trồng bên đấy nó thành một khoảnh ấy. Đấy, thành một khoảnh. Chắc là từ từ đã nhỉ? Hả? Chắc từ từ với trồng nhỉ? Sao? Vấn đề gì? Mấy suốt đằng ở bên kia, đang chuẩn bị vào đây cầu cái đá này ra này. Máy xúc á? Ừ. Máy xúc nó mở đường rộng ngoài hay thế nào? Mở bé như này thôi. Nó mở đi qua đây á? À, đi qua đây nó mở cầu cái đá kia xuống dưới kia ấy. Sao nó lại mở qua đây nhỉ? Dạ. Sao nó lại mở qua đây? Không, nó cầu đá là cầu đá nên để cho nó sợ nó không bị lăn xuống đường kia gì? Cầu đá đi bán này. À nó cào đá đi bán á? Ừ. Nó đã hỏi anh chưa? Ai cho phép nó cào? Hả? Ai? Đội nào là làm? Không, cái đàng hòa. Ông chủ dưới kia gì? Ông Hòa Nam Măng này. Thế là ông ấy bảo là về đây cào đá để mang đi bán cái gì? Nó bảo cào đá đi bán hay là cái gì đấy. Nó cào đá, nó cào hết đá để lấy đất vào đổ. Nó bảo thế. À lấy đất vào đổ gì? Đổ để làm đường hay là làm cái gì? Không. Nó cào đá ra thì nó lấy đất từ đây đổ xuống này. Đổ xuống để làm gì? Đổ trả lại. Trả lại nương cho mình gì? Vâng. À ừ thế được. Nó lại cho lại đất. Được. Bởi vì là
thì đằng nào thì mình cũng đang cần quá nhỉ, để nó cao hết đá thì đi thì để nó coi hết càng đá càng đẹp. Ừ, thế được mà. Nhưng mà lấy đất ở đâu để cho xuống? Chắc là nó phải đi cuốc ở đâu về. Thôi được, cái đấy là được mà. Còn ai mà làm qua cái đất của nhà mình thì người ta phải hỏi mình, anh á, đây là đất của mình. Lại còn nếu mà ai mà làm cái gì mà nó bảo là nó cầu đá đi làm bán hay là cái gì đấy, nó lấy đất vào đủ. Rồi ok. Thôi được rồi, nó cào đá đi cho mình thì cũng càng tốt thôi, để nó có đất mình lại canh tác càng dễ, đúng không? Ừ. Thôi rồi, đi ra đây đi. Thế thì nếu mà nó mà đào thì thôi, bây giờ không trồng nữa. Mấy suốt nhà nó ở bên kia mà. Mềm mén này. Mềm mén đi, ăn mềm mén đi. Hả? Ăn mềm mén đi. Anh Thìn mời khán giả ăn cơm đi. Cháu mời các bác ăn cơm với cháu. Anh giới thiệu qua cho các bác xem là hôm nay là cũng lâu lâu rồi em mới quay trở lại nhà anh, thì hôm nay ăn những cái món gì anh thử giới thiệu cho các bác xem nào. Hôm nay em thấy cái món này rất là lạ này. Cháu giới thiệu ăn quả đu đủ với cá, con đầu, nhưng mà gà, nhưng mà đu đủ. nhưng mà cháu nói chậm thôi, cháu nói nhanh thế bác nghe không kịp. Giới thiệu từng món nha anh. Giới thiệu từng món. Đây là món gì đây? Đây là món mềm mén. Mềm mén. Đây là món đu đủ. Đu đủ ninh với cái gì đây? Không có gì. Đây là món ốc đậu. Ốc đậu. Đây là món cá. Cá. Đây là món thịt gà. Thịt gà. Thịt gà của nhà ai phải nói rõ nhá, không phải của anh đâu nhé. Thịt gà của thịt gà này là em Lương. Ừ, thịt gà của nhà bạn Lương. Món nhà anh Thìn đâu? Đây là món không từ từ, từ từ bây giờ em phải nói này. Anh phải nói này, đây nhá. Đu đủ của nhà bạn Lương đúng không? Vâng. Gà của nhà bạn Lương. Vâng. Ốc đậu của nhà bạn Lương. Vâng. Cá này là của em đúng không? Vâng. Thế của anh đâu? Của anh đâu? Mềm mén đâu? Đây, cái này là của anh hay của Lương? Của Lương. Thế thì anh của anh có cái gì? Yeah. Đấy. Thực ra là chia sẻ thật với các bác là chơi nhau tí thôi. Đấy, nhưng mà cũng phải là có nói là sự thật. Anh Thìn đây là không có một cái gì luôn. Đấy các bác nhá, đu hoa đu đủ đây là anh Thìn anh đi vặt về xào, nhưng mà hoa đu đủ này cũng là của nhà Lương nhá. Thế thì Vương lên như này thì Vương bảo Vương đi mua thức ăn thì nhà bạn Lương không phải làm đâu, nhưng mà Lương thì từ trước đến giờ rồi. Nói chung ăn cơm thì lúc nào nhà mình có cái gì thì mình cũng vẫn lấy ra làm để cùng anh em ăn. Đấy, chứ không phải là vì một cái bữa cơm nào đâu. Đấy, tất cả ở đây là của nhà bạn Lương hết. Đây, của anh Thìn đây. Ờ, của anh Thìn có đúng nước mắm. Ông nước mắm cũng là anh mua về mà. Vâng. Thế thì anh Thìn thì có cái gì? Đúng không? Đấy thì kế hoạch ngày mai là sẽ làm để mà giúp anh Thìn ươm cây ươm hạt hoa đu đủ đực các bác nhé. Thì có lẽ là ươm xong là chỉ trong vòng khoảng hơn một tháng thôi, tầm một tháng là nó nảy mầm cao rồi, đúng không? Đấy, lần phân là có đầy đủ mà. Đấy, kế hoạch là như thế các bác nhé. Đây là Vương mời các bác ăn cơm tối cùng đây gọi là đại gia đình rồi, đây gần như mở tiệc rồi ấy nhỉ. Nhưng mà mỗi tội không có món gì nó ấy thôi, toàn là rau ấy. Cá này cũng là cá đông lạnh các bác nhé, gà cũng là gà đông lạnh. Ở trên này ấy, có cá đông lạnh với gà đông lạnh là hạnh phúc lắm rồi, phúc tổ 70 đời rồi, chứ không có đi mua được con cá tươi, con gà họ bán ấy. Thì đi xa lắm, đi tận huyện cơ. Đấy thì hôm nay là đây, hôm nay để lên này. Sao lại ăn mèn mén? Là như thế nào? Không có cơm ăn là thế nào? Có mà, nhưng mà vẫn ăn chứ. Nhưng mà mình thích ăn mình làm thì hay là không có cơm để ăn? Có, nhưng mà mình thích ăn thì làm. À, thích ăn thì làm cái gì? Nhà Lương làm thì hay nhà ai làm? À, mình đi lấy. Đây lại có một cái hay như thế này. Chia sẻ với các bác một chút là hai vợ chồng Lương là đi giả công hay lấy công? Đi đổi công thôi. Đi đổi công cho nhà người ta ấy. Thì là hôm nay là do là Vương lên đây. Bởi vì là anh em ở trên này đi đổi công thì phải đến nhà nhau ăn cơm đúng không? Ừ, ăn cơm cũng phải lấy công ấy. Mình đi giúp nhà người ta.
mà mình không ăn cơm thì người ta giúp mình, người ta cũng sẽ không về nhà mình ăn cơm. Nhưng mà hôm nay thì hơi ngoại lại một tí, là Vương lên đây thì hai vợ chồng có nghĩa là không ăn cơm ở cái nhà Rồng Ngô, nhưng mà lại đi lấy mèn mén cũng như là lấy cái ốc đậu này ở cái nhà mà hôm nay hai vợ chồng đi đổi công ấy. Đấy, có nghĩa là mình không ăn ở đấy thì mình đi lấy đồ về nhà mình ăn. Đấy, lại như thế cơ. Mấy ai như thế này. Không. Cũng có phải chia phần không đấy, hỏi thật. Không chia phần đâu, bởi vì mình không đi ăn này mai kia mình đi hồ nhà mình thì nó không ra mà ăn. À, có nghĩa là mình không đi nhà nó ăn nhưng mình đi lấy một ít về ăn để cũng coi như là mình cũng đã được ăn cái bữa cơm đấy rồi. Có phải anh Thìn? Vâng. Thế từ trước đến cái hôm mà bàn giao nhà xong cho anh thì đi đi lấy công được nhiều chưa? Có nghĩa đi giúp nhà người ta được nhiều chưa? Đi giúp được mấy công nữa rồi. Giúp được mấy công. Mấy công cái gì? Thế là nhưng mà bao gạo em thấy còn nhiều lắm, chắc cũng không hay ăn cơm ở nhà hay sao? Để kiểu mà. Ăn nhà em thôi. À, ăn nhà bán lương ở đấy rất là may rồi. Thì Vương cũng... Bán lương có thịt gà. Vì Vương cũng đã nói rồi, thế ở đây thì cũng nhờ nhà bạn Lương nhiều, cho nên là anh ấy cứ đi làm cái gì thì thúc tắc cùng nhà bạn Lương đi làm. Cái thứ nhất là có cái ăn đã, đó thì sau này tính dần dần. Đấy các bác nhé, nhà bạn Lương này có 4 đứa con cơ. Đấy, 4 đứa, 3 gái 2 trai, là 3 đứa, 3 thằng con rể, 1 đứa con dâu. Đấy, nhìn rất là giống mẹ nhé. Còn cái chỗ nhà anh Thìn thì nhiều bác cũng có cái thắc mắc là muốn hỏi Vương là sao lại không đi thăm con của anh Thìn. Thì ở trong những cái nội dung đầu tiên thì Vương cũng đã nói rồi các bác nhé. Thì bên ngoại lấy về rồi thì cũng không, có nghĩa là bên ngoại cũng không muốn cho ghi hình ấy. Thì là bên ngoại cũng có điều kiện hơn ấy. Thì Vương nghĩ có lẽ là con của anh Thìn cũng sẽ có cái điều kiện sống tốt hơn đó. Thì là cũng mong muốn làm sao là bù đắp được lại cho anh Thìn. Đấy, nhờ sự giúp đỡ của các bác thì anh Thìn bây giờ đã có cái nhà rồi. Đấy, thì rất là mong là các bác cũng hiểu cho đó. Thì chủ yếu là anh Thìn thì thỉnh thoảng lên đấy thăm, đúng không? Thỉnh thoảng lên đấy thăm con mình để mình cũng làm tròn cái phận người làm cha, đúng không? À. Sau cháu này, cháu lớn thì cháu cũng biết là bố mình cũng rất thương mình, nhưng mà chỉ vì là bố không có cái gì. Đấy, mình cứ nói ngắn gọn thì không có cái gì. Đấy. Thế thì Vương mời các bác ăn cơm tối, hôm nay rất là vui. Đấy, đây đu đủ, theo cái quả đu đủ này chắc vặt cái quả chín chín đấy đúng không? À, đu đủ sao Hương à? Đấy thì... để kết thúc nội dung này thì cái video ngày hôm qua ở chỗ nhà em xóa, thì tại vì là bây giờ kênh YouTube các bác quay về trẻ con nhiều rất là nguy hiểm, nhẹ thì bị tắt bình luận, có nghĩa là khán giả xem trên kênh là không thể bình luận được nữa. Đấy là do là quay trẻ con nhiều ấy, cho nên bây giờ mà đi làm những công việc thiện nguyện này rồi quay về trẻ con cũng rất là ái ngại, nhất là trẻ con không mặc quần áo này. Đấy, rồi là trẻ con khóc này, đấy, là hay bị vi phạm về cái gì nhỉ, gọi là cái gì Vương quên mất rồi, vi phạm về cái quyền bảo vệ trẻ em ấy. Có nghĩa là như thế đấy. Đấy, cũng nói để cho các bác nắm được. Đấy, thì Vương cảm ơn các bác đã theo dõi cái nội dung về đồng hành cùng với Vương để đi đến các cái hoàn cảnh. Hôm nay đến với nhà anh Thìn rất là vui, anh cũng khỏe mạnh rồi. Đến cái gặp là sướng cười hớ nhỉ. À. Bây giờ mà có vợ nữa thì ui tuyệt vời. Nhưng mà có vợ rồi thì đừng lại bỏ lại làm 3-4 đứa như thế này nhá. Thế thì đau đầu phết đấy. Tôi cả nhà mình ăn cơm đi. Nước mèn mén này chan ốc đậu thật, không rất khó nuốt. Cái cá đông lạnh này là nấu với măng này. Đây, nấu với măng chua các bác. Nhưng mà chưa ăn thử thì không biết là măng chua nhà bạn Lương làm có chua không. Chua thì ăn nó mới ngon. Ngô ăn cái ngô ăn với mèn mén là cũng không chan nước rồi.
nói chuyện nó còn hay bị phụt phụt ra. Dạ. Anh ăn cẩn thận đừng để phụt ra đây nhá. Thật mà, không phải nói trêu, đấy là thật luôn. Nó khô quá. Nhưng mà ở trên này ăn mềm mén có hay có kiểu ăn xong lại như thế nào? Có làm kiểu đấy không? Không. Không à? Anh biết tại sao bà con hay ăn để xong lại gõ bẵn như thế không? Nó dính đúa là gõ đấy. Ừ. Đúng rồi. Đây cái món hoa đu đủ của anh Kim đánh tàu các bác. Chả biết là có chín không ấy. Anh Kim. Hoa đu đủ. Chín rồi. Chín rồi. Anh có hay ăn hoa đu đủ không? Có mà. Nhưng mà cũng bình thường nhá, cũng không trắng lắm đâu. Bình thường, có nghĩa mình ăn được ấy. Ngon mà. Đây là cái ốc đậu. Ốc đậu này là của bà con tự làm, nhà nào cũng chắc có một cái máy xay. Bởi vì ở đây là nó không có máy xay nhà nào làm kinh doanh ấy. Kiểu như thế không có. Nên nhà nào cũng có. Nhưng máy xay thì cứ công việc mùa cày bừa rồi cấy hái làm nương ngô, nương rẫy. Khác tự xay một lần là 5-7 cân đậu luôn, cả nửa cái nồi công dụng. Đấy. Tự cung tự cấp thôi. Một tuần thì chợ phiên một lần, đi chợ mua mắm muối. Đấy, có tiền thì mua thịt. Còn không thì cứ ăn rau thôi nhỉ. Vâng. Ừ. Đấy, thế không? À, anh thì kết thúc video đi. Chào các bác. Cháu cảm ơn các bác đã quay lại thăm nhà cháu hay cái gì đó. Anh nghĩ thế nào thì anh nói thế. Hả? Cháu cảm ơn các bác. Cảm ơn. Nhìn vào kia chứ, nhìn em gì? Lại nhìn em. Cảm ơn cái gì chứ bây giờ? Cảm ơn là cảm ơn cái gì? Tự nhiên bây giờ đi gặp ai cũng bảo cháu cảm ơn bác thì cũng bảo mình dở hơi. Dạ. Nhìn vào đây nhìn em cũng được. Rồi cứ nhìn được, em không nhắc đâu, để tự anh biết thôi. Cái tay rơm mới hết rồi còn trên mấy. Cháu cảm ơn các bác đã quay trở lại thăm nhà cháu. Cháu cảm ơn các bác lại thăm nhà cháu. Cháu rất là hạnh phúc. Hả? Hả? Rồi, thôi xin cảm ơn các bác. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại các bác nhá. Xin chào các bác.